nay chúng ta học tiếp Kinh Di Giáo. Quý vị nhớ mình học tới bài số mấy không? Giờ số 8, số 9 không? Kinh Di Giáo bài số 8. Đối trị kiêu mạn. Tỳ kheo các ông phải tự vò đầu, đã bỏ những đồ sức trang sức tốt đẹp, mặc áo hoại sắc, mang bình bát để đi khất thực tự sống. Nhận thấy như thế, nếu còn khởi tâm kiêu mạn, phải mau diệt nó đi. Tăng trưởng lòng kiêu mạn, kẻ thế tục bạch y còn không nên có. Huống gì người xuất gia nhập đạo, vì mong cầu giải thoát nên tự hạ mình mà đi khất thực, lại còn kiêu mạn hay sao? C. Đối trị vua nịnh. Tỳ kheo các ông, tâm vua nịnh cùng với đạo trái nhau. Vì thế phải nên chất trực tâm mình, phải biết tâm vua nịnh chỉ là lừa đảo, người nhập đạo không nên có. Do vậy các ông phải nên ngay thẳng, dùng chất trực làm gốc. Kế đến là bài số 9, thiểu dục tri túc. Tỳ kheo các ông, phải biết người đa dục vì cầu lợi nhiều nên khổ não cũng nhiều. Người thiểu dục không mong cầu ham muốn thì không khổ não. Ngay nơi hạnh thiểu dục còn phải tu tập, huống gì là thiểu dục để sanh ra các công đức. Người thiểu dục thì không vua nịnh để vừa ý người, cũng không bị các căn dẫn dắt. Người tu hạnh thiểu dục tâm được thản nhiên, không lo sợ gặp việc có dư, thường không thiếu thốn. Người có thiểu dục thì có niết bàn, ấy là công đức thiểu dục. Tri túc, tỳ kheo các ông, nếu muốn khỏi các khổ não phải quán tri túc. Vì pháp tri túc tức là chỗ giàu có, vui vẻ, an ổn. Người tri túc tuy nằm dưới đất cũng được an vui. Người không tri túc dầu ở thiên đường cũng không xứng ý. Người không tri túc tuy giàu mà nghèo, người biết tri túc tuy nghèo mà giàu. Người không tri túc thường bị ngũ dục sai khiến, bị người tri túc xót thương, ấy là công đức tri túc. Ở đây là hai bài Đức Phật dạy chúng ta. Cái này là trong cuộc sống của người tu. Người tu thì không phải là người xuất gia không, mà kể cả những Phật tử. Chúng ta hiểu đạo đi chùa là chúng ta biết tu. Và tu thì như đó giờ quý vị học nhiều rồi, biết tu là chuyển nghiệp, phải không? Trong từ điển Thiều Chủ định nghĩa mạng có 7 thứ. Mạng thứ nhất là mình bằng người mà cho mình hơn người, hoặc người hơn mình mà mình cho người đó thua mình. Tâm lý này gọi là mạng. Mạng gọi là danh từ Phật học. Còn mình nói theo phổ thông là kiêu ngạo đó, kiêu căng đó. Mình tự nghĩ là mình hơn người ta mà nhiều khi mình không có hơn. Thí dụ nói tôi nấu ăn ngon, tôi dọn dẹp, tôi làm việc gì cũng khéo léo, tôi làm việc gì cũng hơn chị hết á. Tôi ngồi thiền tụng kinh, tôi đi chùa siêng năng hơn chị. Cái gì mình cũng nghĩ là mình hơn người ta. Nhưng mà có nhiều khi mình thua mà mình không biết, hoặc là biết mình cũng cho qua. Đó là cái tâm kiêu ngạo của tất cả. Cái tâm lý này là chúng sanh, tất cả chúng ta ai cũng có. Thứ hai là quá mạng. Mình thua kém người ta ở một phương diện nào đó, nhưng mình vẫn không chịu thua mà cho là mình bằng người. Đó. Rồi mình lúc nào cũng tự hào là mình hiểu biết hơn người ta, lúc nào mình cũng nâng cao mình lên hơn người một bậc, đó là quá mạng. Ba là mạng quá mạng. Hạng người này lúc nào cũng tự cho mình là hơn người, tự cho mình tài giỏi hơn người đến hai bậc. Do ỷ mình như thế nên sanh tâm khinh thường kẻ khác. Hạng người này, Đức Phật dạy, đây là mạng quá mạng. Thứ
tư là tăng thượng mạng. Hạng người này mới được chút ít cho là đủ, họ cho là hạng người luôn luôn tự mãn, mình luôn luôn tự mãn, không chịu học hỏi ai, thậm chí tu hành cũng chẳng ra chi mà cứ tự hào khoe khoang với mọi người: tôi đã ngộ thế này, tôi đã thông suốt điều kia và tôi đã chứng nhiều quả vị. Họ chỉ là kẻ phàm phu, vậy mà cả gan xưng mình là thánh, đây là người tăng thượng mạng. Người thiết tha tu hành thì diệt được lòng ngã mạn chút ít, nhưng bởi vì do vô minh, chấp ngã chấp pháp, thế gian điên đảo đại loạn, bất an vì con người khổ đau, chịu khổ đau trong sanh tử luân hồi, tất cả bởi do hai cái ngã này mà ra, đó là ngã và ngã sở đó. Tà mạng là hạng người mang nặng hạt giống ngoại đạo, hành theo đạo tà rồi chấp định kiến của mình, chê bai khích bác người khác, cho người đó là không hành đúng theo đạo của mình, mặc dầu người ta đi đúng chánh pháp. Do bảo thủ cái tư kiến, họ rơi vào con đường tà kiến. Mình đừng có nói là những người khác đạo Phật mình, mà chính trong đạo Phật nếu mình không hiểu thông suốt thì chúng ta vẫn rơi vào tà kiến, biên kiến và giới cấm thủ. Đố huynh đệ có nghĩa là sao? Có nghĩa là thí dụ như trong luật Phật dạy, Phật dạy là chúng ta trong 10 giới là mình không được ăn chiều, không được ăn phi thời, đúng không? Chư thiên thì ăn buổi sáng, chư Phật thì dùng trưa, rồi quá giờ trưa, quá 12 giờ, quá mặt trời mà qua một khoảng một lóng ngón tay là không được ăn. Nhưng mà tại sao bây giờ chiều ở chùa cũng có ăn? Vậy là mấy người này tu không đúng chánh pháp, không đúng theo lời Phật dạy, mấy người này tu phạm giới rồi. Cái mình chê bai, cái mình xem thường, cái mình ăn ngọ. Nhưng quý vị nhớ là cái thời Phật giáo Nguyên Thủy, Phật giáo ở Ấn Độ chưa tăng đi khất thực. Đó, ai cúng gì cho ăn nấy, cho nên nó gọi là không thấy, không nghe, không nghi đó. Phật giáo Nam Tông đó, không thấy con vật bị giết vì mình, không nghe tiếng kêu than của con vật đau xót, đau khổ vì mình mà người ta giết nó cho mình ăn, rồi không thấy con vật đó chính người ta giết cho mình ăn. Mình đi xin mà, đi khất thực mà, thì mình sáng ra ôm mình bát đi thì Phật tử người ta nhín ăn bớt mặt đó. Quý vị nhớ mình khi mình phục nguyện Tam Đề Ngũ Quán đó, thì nhín ăn bớt mặt, ta đang nấu gì thì ta nhín một chút cho mình. Cho nên mình không có khởi cái tâm chê khen, và chỉ ăn đúng buổi trưa, vì thật sự quý vị ăn mặn quý vị sẽ khó tiêu và no lâu lắm. Nhưng mà khi Phật giáo truyền vào Trung Hoa, quý vị biết mấy vị vua Trung Hoa không có chấp nhận mình đi lang thang khất thực, cho nên người ta cấp đất, cấp ruộng, hoặc là người ta mướn người nông nô đó làm ruộng, làm rẫy chung với chư tăng để mà có gạo, có rau cải mà ăn. Mà mình đã có làm ruộng, mình trồng rau, trồng cải rồi, mình cũng lẽ nuôi gà, nuôi vịt, phải không? Là tự tay mình sát sanh rồi. Cho nên mình phải ăn chay. Ăn chay là cái lòng mình thanh tịnh. Còn ăn chay là Phật tử ăn chay, và những người không phải Phật tử, người ta muốn thanh lọc cơ thể, người ta muốn nhẹ cân, người ta muốn ít bệnh, người ta vẫn ăn chay, đó là ăn chay. Còn chúng ta gọi là ăn chay là lòng mình thanh tịnh, trong sạch, nên gọi quả đường là trai đường nha. Nó khác, trường chay nó khác là ăn chay nó khác. Nó quý vị phân biệt như vậy đó. Thì khi mà mình có ruộng, có đất, có chỗ định cư rồi thì chúng ta phải ăn rau cải thôi, phải ăn chay thôi, phải không? Chứ không lẽ nuôi gà, nuôi vịt, ăn thịt đó. Cho nên chúng ta không hiểu. Cho nên khi mà đi làm ruộng, làm rẫy cực khổ về, mấy chú tiểu nhỏ mà đi cuốc đất, trồng khoai mà chiều mà không ăn nữa thì sao? Tối ngồi thiền tụng kinh đâu nổi. Cho nên Phật chế là dược thạch. Quý vị mà đi thọ giới đó, buổi chiều cái bản mà thời khóa biểu đó, trong nội quy là dược thạch đó, là chiều ăn cháo nhẹ đó. Cho nên Trung Hoa là chiều nấu cháo cho ăn. Ngày xưa ở thiền viện cũng vậy, chiều nấu nồi cháo có phát người một tô, mà tô lưng 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 cháo đặc hơn chén. Rồi quý vị biết không, 1 giờ sư ông dạy tới 3 giờ đi xuống ruộng cuốc đất về nha, ăn mà cỡ sức 18-19 tuổi, ăn hơn nữa tô cháo đặc đó, cái chén đó, như cọp ăn bù mắt vậy đó. Lên ngồi thiền, trời ơi, nó đói bụng, nó kêu ruột mà nó kêu rột, không có ngủ gục nổi, đói quá ngủ gì nổi đó. Cho nên chư tổ mới chế ra là ăn dược thạch đó. Rồi cái mình chấp, mình nói là trời ơi, mấy người này ăn chiều là phạm giới đó nha,
ăn phi thời đó nha. Rồi cái mình khi dễ xem thường, phỉ báng khinh chê, đó là chúng ta rơi vào tà kiến giới cấm thủ. Cái hiểu của mình nó không có thông suốt đó. Tùy theo đại, tùy hoàn cảnh. Phật là giáo pháp của Phật là kế cơ, kế lý và kế thời, tùy thời đại. Rồi ngày xưa thì quý vị nhớ không được giữ tiền. Mấy vị khất sĩ đi đâu là có một người Phật tử đi theo, leo lên xe Phật tử trả tiền. Và các vị Phật tử ngày xưa mà ai cũng là người hiểu đạo đó, thì quý thầy đi, quý cô đi, mấy sư đi là người ta cho quá giang. Còn quý vị giờ không có tiền, quý vị đi được không? Phải không? Rồi Phật tử ai cũng lo công việc, kinh doanh, lo cho gia đình hết, ai rảnh đi theo mình hoài. Bắt buộc người ta phải cho tiền mình đi, phải không? Lên xe nhiều khi mình trả đúng giá, người ta đồng ý, có nhiều người trả không đúng, người ta đòi thêm nữa, phải không? Chứ cho nên nói, trời cái cô đó, cái sư đó tu hành mà giữ tiền này nọ. Đó là chúng ta rơi vào gì? Không có khế thời. Khế lý là cái chân lý bất di bất dịch. Đức Phật ra đời vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người, vì sự giải thoát sanh tử khổ đau của mọi người, của tất cả chúng sanh mà Đức Phật thị hiện vào đời. Khế cơ là tùy theo cái trình độ căn cơ của chúng ta, mà chúng ta thích thiền tông, thích tịnh độ, thích mật tông, tùy theo căn cơ trình độ của mình. Nếu mình không có chê bai một pháp môn nào hết, pháp môn của Phật là tùy bệnh mà cho thuốc, chỉ cần chúng ta uống thuốc hết bệnh là đúng. Cho nên giáo pháp của Phật là khế cơ, khế lý và khế thời. Chúng ta không thông suốt thì chúng ta rơi vào biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ. Chứ đừng nói là người ngoại đạo là không phải đạo Phật của mình, đạo Hồi giáo, Ấn Độ giáo hay là Thiên Chúa giáo, mà chúng ta vẫn rơi vào gì? Tà mạng, nếu chúng ta hiểu sai. Kế đến là thứ sáu là ti liệt mạng. Hạng người này dù thua thấp kém hơn người rất nhiều, nhưng họ vẫn tự cho mình thua kém chút ít thôi. Đôi khi mình thấp kém yếu hơn người, nhưng mà bảo thủ, không phục tùng, không học hỏi bất cứ ai. Đó là cái gì? Cái ngã của chúng ta đó. Đôi khi mình thấy mình rõ ràng là mình dở hơn huynh đệ đó, nhưng mình không lắng nghe, không chịu trao dồi học hỏi. Mình tự ái, cái mình thành tự ti. Mà tự ti thì mình thành tự tôn, mình không có chịu khuất phục, không chịu nghe lời. Nhiều khi mình xuất gia trước, nhưng mình còn nhỏ quá, cái tuổi đời của mình chưa từng trải ngoài cái chiến trường, tình trường, kinh nghiệm sống. Các vị nó xuất gia sau, nhưng mà ở ngoài đời từng làm mẹ, từng kinh doanh, người ta từng quản lý gia đình, cho nên các vị biết cách sắp xếp. Cũng giống như quý Phật tử trung niên, lão niên, kinh nghiệm cuộc đời quá nhiều rồi, đúng không? Rồi mấy cô đi tu từ nhỏ, thật sự nó ở chùa từ nhỏ chứ mình có biết gì đâu. Đó. Rồi các vị ta nói, cô ơi, cô làm vậy là không đúng đó. Cô làm vậy là chưa có chính xác á, cô làm vậy là nó không có hoàn chỉnh. Tôi ở chùa mà cô cư sĩ biết gì này nọ, đúng không? Nhưng mà thật ra mình không biết gì hết, mà mình tự cho là mình biết hết. Nhiều Phật tử học kinh điển rất là thông suốt và tu hành rất là nghiêm chỉnh. Hôm trước ở ngoài chân không ni ni trưởng thiền viện Chân Không Ni mới đem cái tấm hình mà chụp Xá Lợi cho ni trưởng Linh Chiếu xem, và nói đây là cái Xá Lợi của một vị cư sĩ nữ nha, cư sĩ nữ và tu hành rất là nghiêm chỉnh. Sau khi mà mất rồi, con cái nó thiêu thì nó không biết cái gì, khi mà nó sàng ra đổ tro đó, thấy những viên tròn 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 ngộ quá, lụm về cho mấy cô coi, chụp hình ra là Xá Lợi. Cho nên mình không có xem thường ai hết á, mình chỉ cần chúng ta học hiểu Phật pháp sâu và mình hành, chứ mình ngã mạng không đúng. Nhưng thật ra mình không hiểu gì hết mà mình tự cho mình hay, biết chút ít cho là đủ đó. Thua kém mà không chấp nhận. Rồi thứ bảy là ngã mạng. Ngã mạng là tâm lý ngã mạng này là hầu như là không có ai tránh khỏi hết, chỉ khác nhau trên cường độ bảo thủ, chấp bản ngã và ngã sở nặng hay nhẹ mà thôi. Mọi sự đau khổ của chúng sanh gốc từ nơi chấp ngã này mà ra, ai cũng tự cho mình là cái rúng của vũ trụ hết, đúng không? Rồi chính vì vậy mà quý vị thấy chiến tranh, gia đình, vợ chồng, con cái giận hờn nhau, huynh đệ không nhìn nhau, bạn bè xích mích với nhau, xã hội gây đủ chuyện hết. Rồi tới đất nước, đúng không?
rồi tới thế giới này, nước Mỹ đánh với Trung Quốc, rồi Trung Quốc lâm le đánh Việt Nam gì, chiếm Biển Đông đủ chuyện hết. Quý vị thấy thời sự là đủ chuyện chiến tranh gì cái gì. Mà từ cổ chí kim mấy ông vua cũng giành dân lấn đất, chiếm mỹ nữ. Đó là do cái ngã của mình ra, ngã mạn đó. Mà điên đảo là do bất an, mà do mong cầu nhiều mà khổ. Chúng ta biết năm cái loại ngã mạn này mà Đức Phật đã phân tích tâm lý cho mình, để mình biết mình ở trong cái mạng nào. Thấy không? Để mình vừa thấy, mình ngồi thiền vừa thấy ló khởi ra một tư tưởng nào đó, một cái vọng tưởng nào đó, mình biết mình nằm ở trong ti liệt mạng, hay là tăng thượng mạng, hay là ngã mạng, hay là mạng quá mạng. Biết liền để mình sửa đổi, mình chuyển hóa nó. Quý cô biết hồi đó, hôm trước ăn cơm quá đường, cúng cơm quá đường buổi sáng, cái thầy cô kể là hồi xưa ở chùa Dược Sư, thì ở gần cái chợ đó đó, mà khoảng năm 78-79 á, thì quý cô biết cái bệnh cùi á, là chưa có thuốc để mà triệt tiêu. Bây giờ thì người ta có thuốc uống để dừng rồi. Cho nên là có những người cùi cái thời đó, người ta nghèo khổ, chưa có ai nuôi nấng, mới giải phóng 1-2 năm mà chưa có ổn định. Cho nên người ta mới đi ra ngoài chợ người ta xin ăn. Mà có những người cùi họ lỡ đó, rồi máu mủ chảy nhìn ghê lắm. Thì có một cái ông cùi đó, ông cứ ra ngay chợ, ông đứng mà máu mủ nhìn nó, rồi ông ngồi, rồi ông lăn, rồi máu nhìn thấy sợ lắm. Thì có một cái cô gái rất là đẹp, rất là giàu sang, đi chợ, đi ngang, thì ông người cùi mà người ta mới níu cái giỏ lại, người ta xin, ta kêu, người ta xin vậy đó, nói cho tôi xin vài đồng, tôi này kia nọ. Mà cổ giật cái giỏ cổ đi. Ban đầu thì cổ nhìn cổ khiếp sợ lắm, cổ đi. Nhưng mà ngày nào đi ngang cũng gặp cái ông đó hết. Rồi ổng kêu vang, ổng lôi ta, ổng lôi áo, ổng lôi giỏ đó. Cổ tức quá mà cổ ghê rỡm quá, cổ mới quay sang cổ phun nước miếng. Cổ mới nói là cái hạng người cùi lỡ như ông ghê sợ như vậy, đừng có bám vô tôi. Cổ mới khinh dễ cổ phun nước miếng. Thì trải qua mấy ngày là ông đã thấy cái cảnh này, cái tư cách của cô này chê mình, khinh dễ mình, đi ra khoảng xa rồi thì phun nước miếng, rồi bây giờ rồi quay vô nói thẳng ngay mặt mình, giống như là chửi thẳng vô mặt mình. Ông lúc đó ông bất bình, tức giận, bao nhiêu uất hận mấy ngày nay, ông nhào lên, ông ôm cổ, ông cắn vô cánh tay cổ, rồi ông lấy máu mủ ông trét lên người cổ. Rồi cô gái đó cổ thét lên, cổ sợ, cổ dùng dãy, cổ bỏ chạy. Thì mọi người không ai dám vô can, tại vì lúc đó ông cùi đó, ông bấn loạn, ông điên loạn rồi. Cho nên vô can thì sợ ông ôm, ông cắn. Mà lúc đó thì chưa có thuốc để triệt tiêu, ta sợ quá, ta bỏ chạy hết. Thì quý vị nghĩ cái cô đó về có bị lây không? Chắc chắn là lây, phải không? Mà thời đó chưa có thuốc trị. Cô buồn quá, cô tự giận, cô chết. Mà nguyên nhân gì đâu? Vì cô tự kêu, phải không? Tự kêu mình là người quý phái cao sang, mình là người đẹp đẽ, mình là người như thế này thế kia, mình không có cái lòng thương, không có lòng từ, không có tình thương. Mình khi dễ người ta bệnh hoạn mà dơ giấy đó. Cuối cùng cái hậu quả, thì lúc đó thầy cô nói nghe, ngoài chợ quý Phật tử chiều tới tụng kinh kể xôn xao là cái cô đó cô bị cắn vậy. Rồi mọi người túa chạy hết, không ai dám can hết. Thì mấy cô ông chùa cũng thấy tội nghiệp, nó, ủa sao không can, nó sao can được, rồi ông ôm ông cắn làm sao. Nó là cũng lỗi của tay cô này, là do ngã mạn quá, thấy không, kiêu ngạo quá, tự hào quá. Cho nên trong cuộc sống mà chúng ta muốn lục hòa đó, thì chúng ta phải làm sao, khiêm tốn. Ở đời không ai mà hoàn toàn đúng, cũng không ai mà chưa chắc là sai hết, phải không? Ai cũng có cái tốt và ai cũng có cái chưa được tốt. Chúng ta cảm thông nhau mà sống thì chúng ta sẽ không có xảy ra những cái tình trạng khổ đau, bất an, hối hận. Cho nên Đức Phật dạy nói là người kim khung thì đến với đạo, và sống thì không nên vô nịnh. Mình cầu cái gì, mình mong cái gì mà mình nịnh người ta. Ở người đời người ta phải chiều lòn này kia nọ để ta thăng quan tiến chức. Còn chúng ta tu rồi, mình có ông Phật của mình rồi, mình chỉ cần sống trở về là đủ rồi.
Mình sống đúng đến giờ đi tụng kinh, đúng giờ tọa thiền, đến giờ công tác chúng, đến tuần thì đi tu, vậy thôi. Mình hòa hợp vui vẻ, không gì phải lấn trên hiếp dưới, du nịnh làm gì hết. Cho nên trong kinh Duy Ma Cật Phẩm Phật Quốc có ghi: trực tâm thị Bồ Tát tịnh độ, tâm ngay thẳng, đây là cõi tịnh độ của Bồ Tát. Trực tâm thị đạo tràng, tâm ngay thẳng tức là đạo tràng. Trong phẩm Đồng Bồ Tát cũng nói như thế, tâm mình ngay thẳng, nơi đây là đạo tràng thanh tịnh. Còn tâm mình khởi linh tinh đủ chuyện, rồi buồn vui giận hờn, tự cao tự ti, rồi cuối cùng thì không đến với đạo. Kế đến bài thứ 9 thì Đức Phật dạy chúng ta: thiểu dục là ít muốn, tri túc là biết đủ. Mà quý cô thấy ở ngoài đời, thanh thiếu niên hay là tuổi trẻ, trung niên, hoa niên, lão niên, khổ vì cái gì? Sao mà huynh có cái điện thoại cùi bắp vậy? Điện thoại bây giờ là iPhone 19, 20 gì rồi, Samsung bây giờ bao nhiêu đó, nghe không? Sao huynh đi chiếc xe cà tàn vậy? Mà quý vị nghĩ điện thoại để làm gì? Để mình nghe, mình nói, mình liên lạc, thăm hỏi cha mẹ, gia đình, hoặc là mình học tập đẳng cấp, phải không? Đua đòi rồi chạy theo, rồi xe để làm gì? Để mình có, mình đi cho nó nhanh, mình đi công tác, mình đi làm việc, đòi xe mới, rồi có nghĩa là mình lao theo, không có muốn, không có biết đủ đó. Quý vị thấy khổ không? Thậm chí cao tràn, cái màu áo mình cũng phân biệt nữa. Trời, cái màu áo này chị mua ở đâu đẹp vậy, giải này nhiêu vậy? Nó giải tôi xịn lắm nha, mấy trăm ngàn mét á, giải chị có 5-30 à, phải không? Đó. Mà mình mặc cao tràng để làm gì? Màu lam thanh khiết, dịu hiền, thanh tịnh, phải không? Quý vị hồi xưa mà cô nhớ cô đi dành Phật tử đó, thầy cô nói năm màu và làm năm màu chính là gì? Đen, đỏ, vàng, xanh, trắng. Năm màu đó quý vị hòa lại nó thành cái màu lam, nói lên cái sự hòa hợp tất cả, thành cái màu lam thanh khiết dịu hiền của mình đó. Mà mình mặc thì mình cũng đua đòi nữa, phải không? Chơi khen đắt rẻ nữa, rồi mặc để kín cái thân, để mà tu hành, để mà hiểu được cái màu áo giải thoát hòa hợp. Mà không, quý vị thấy cái tư tưởng của chúng ta đó, vì cái ngã của mình đó, sanh đủ chuyện. Có vậy mà mình khổ. Khổ vì cái gì? Khổ vì lòng mong cầu, vì sự mong muốn mình đòi hỏi đủ chuyện á, mình không có chịu. Thậm chí cái đồng hồ mình đeo để coi giờ, đi học, đi công tác, đi chùa, phải không? Đồng hồ chị mua đâu đẹp vậy, mua nhiêu vậy? Đồng hồ tôi quá đắt rồi, cũ rồi, đồng hồ tôi có mấy trăm ngàn, đồng hồ chị mấy triệu. Cứ đua đòi như vậy đó, có nghĩa là cứ không có muốn ít, không có thiểu dục tri túc, và chúng ta cứ khổ. Thì ngày xưa có cái ông phú hộ, mình gọi giờ ông đại gia đó, giàu có vô cùng, nhưng mà không có ngày hạnh phúc. Ruộng cò bay thẳng cánh, biết bao nhiêu tá điền, nhưng mà ông không thấy hạnh phúc. Ông muốn đi tìm hạnh phúc mà không có. Ông khao khát mong cầu, thì ông mới bán hết tất cả những cái tài sản của ông, gom lại được một cái hộp vàng, một cái hộp nhỏ kim cương. Ông nghe đâu trên núi có một ông thiền sư, ông đó là ai mà đến thì ông sẽ ban cho hạnh phúc trường cửu vô biên, hạnh phúc đời đời không dứt. Ông này nói cả đời tôi không có hạnh phúc, bây giờ nghe trên núi có ông thiền sư vậy, ông ráng ông đi lên. Đi lên thì cũng nhờ gia nhân ổng đưa tới chân núi, nhưng mà thiền sư đặc biệt không tiếp hai người. Bây giờ làm sao? Bắt buộc phải lội bộ lên, chứ ông thấy hai người ông không tiếp. Rồi cái ông phu ông này cũng lội bộ lên, lên tới trên núi, thấy ông thiền sư ấm nhơm ấm nhách ngồi ở dưới gốc cây, liêm diêm thiền định. Ông tội nghiệp quá, ông nói làm sao mà ốm đói dữ vậy, mấy người mà gia nhân của ông không cho ăn ngày ba bữa, mập hơn cái ông thầy chùa này, tội nghiệp quá. Ông mà nói cho mình biết cái bí quyết hạnh phúc
cho ông hết cái đống vàng này cũng được. Ông tới ông khiều khiều ông nói: thầy, ông nói thầy nghe nè thầy, con nghe người ta nói người ta gặp thầy là hạnh phúc liền, hết đau khổ liền, giờ thầy chỉ cho con cái bí quyết hạnh phúc đi, con cho thầy nắm hột sòn này với cái hộp vàng này của con không cần nó nữa, cả đời con khao khát, con kinh doanh, con lo đủ chuyện hết luôn á, cực khổ biết là bao nhiêu mà không bao giờ con thấy hạnh phúc, con muốn đi tìm hạnh phúc. Ông thiền sư nhà mình, ông thầy chùa nhà mình mở mắt ra thấy cái hộp vàng với bịch kim cương, mừng quá đứng dậy chộp cái hộp vàng bịch kim cương, chạy hết tốc lực luôn, chạy xuống núi. Ông phú hộ ông hết hồn hết vía, trời đất ơi, nghe ông thiền sư này tu hành giỏi lắm mà tự nhiên sao bữa nay thấy bịch kim cương với hộp vàng của tôi chộp chạy vậy, rồi ông dí theo ông hốt quảng, ông la lên: trời ơi, trả vàng cho tôi, trả kim cương cho tôi, thầy chùa sao mà tự nhiên giật đồ của tôi. Chạy quá trời mà ông thiền sư này ông ở trên núi mà ông ốm nữa, mà ông từng ở núi nên ông biết cách ông chạy, phải không? Ông không té mà ông lạng lách rất là lẹ. Còn ông phú hộ mập mà ông ăn ngon mặc đẹp sung sướng quá mà đi núi đâu có nổi đâu, cho nên chạy té tới té lui. Tới lúc ông kiệt sức rồi, ông tức quá ông hét lên: thầy mà không đứng lại tôi chết cho thầy coi. Thiền sư nhà mình nghe thấy tội nghiệp đứng lại, thấy không? Đứng lại cái ông đi tới, ông tới ông thấy ông phú hộ ngồi cái bệt dưới đất thở hào hển, ngước mắt nhìn lên khao khát mong cầu mà kiệt sức rồi. Cái ông thấy tội nghiệp, cái ông đưa lại hộp vàng với bịch kim cương nói nè. Cái ông kia mừng quá ông ôm vô lòng. Cái ngay lúc đó vị thầy chúng ta hỏi: sao anh có thấy hạnh phúc không? Lúc đó vị thấy hạnh phúc không? Trời ơi, hạnh phúc quá trời. Rồi con chưa từng thấy cái hạnh phúc nào như hạnh phúc bây giờ. Cái cảm giác con thật là tuyệt vời, hạnh phúc quá. Hạnh phúc gì, không mất vàng hay không mất kim cương, hay là hạnh phúc gì cái gì? Dạ con không biết nữa, ngay đây con chỉ thấy con rất là hạnh phúc. Vậy quý vị, hạnh phúc cái gì vậy? Hạnh phúc gì mất, không có mất cái bịch vàng hả? Thì vị thầy mới nói: ngay cái sát na này nè, ngay cái hạnh phúc này nè, và ngay cuộc sống này nè, anh nhận ra đây là hạnh phúc. Của cải rồi sẽ mất, sắc đẹp rồi sẽ phai, già rồi sẽ chết, tất cả đều hủy diệt theo thời gian. Nhưng cái cảm thọ hạnh phúc hiện tại của anh đó, làm sao mà một phút, một giây, 5 phút, 10 phút anh duy trì mãi cái cảm giác hạnh phúc này, đó là hạnh phúc miên viễn nhất. Và chúng ta tu cũng vậy, phải không? Chúng ta bỏ hết, chúng ta biết rồi. Nói theo Phật giáo Nguyên Thủy, nói về sanh lão bệnh tử thì luật tự nhiên ai cũng sanh ra rồi già rồi bệnh rồi chết, phải không? Nói theo vũ trụ quan ở bên ngoài thì thế giới thành trụ hoại không, phải không? Thành trụ hoại không, như cái bông để thời gian nó cũng tàn rồi nó cũng sao héo rồi nó cũng hoại theo thời gian, nhà cửa mình thời gian nó cũng cũ, cũng nứt, cũng sập, cũng hư. Nhưng mà cái gì biết tất cả cái dòng thời gian sanh diệt đó, cái gì biết sanh lão bệnh tử đó, cái đó nó không mất, ai cũng có, phải không? Mà làm sao để mình nhận ra được, làm sao mình sống được, làm sao mình vui được? Thì trong kinh Tương Ưng chương 1 phẩm cây lao phần bộc lưu, có một vị thiên tử ngài xuống hỏi Đức Phật: thưa tôn giả, làm sao ngài vượt khỏi bộc lưu? Bộc lưu là dòng thác chảy mạnh, lưu là dòng nước, bộc là cái dòng thác chảy thật mạnh. Đức Phật mới nói: này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu. Này hiền giả, khi ta đứng tới, đứng lại thì ta chìm xuống, khi ta bước tới thì ta trôi dạt. Do vậy này hiền giả, không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bộc lưu. Bộc lưu là dòng thác chảy mạnh. Trước cái dòng xoáy cuộc đời hiện tại, quá khứ, vị lai không vậy? Nó giống như là cái gì? Cái dòng thác chảy, những cái cám dỗ đó, những cái cạm bẫy đó, mà chúng ta cái tâm mình nó ham muốn không thôi, không dứt được, phải không?
nào là xe cộ, tài sản, địa vị, danh vọng, tình yêu, khổ đau, được mất, hơn thua gì. Nó cứ lao theo, chúng ta lao theo. Thậm chí quý vị để ý mình ngồi thiền, tiếng hô thiền vừa dứt, chánh thân đoan tọa, hít thở ba hơi đàng hoàng. Thở một hơi cái chúng ta làm sao? Nhập định. Định một lát thì chúng ta không quán thì chúng ta ngủ gục. Ngủ gục cái chúng ta mong, phải không? Mong cầu. Giờ này cô dám thiền đâu trời ơi, cô đi đâu trời ơi, giờ này sao không chịu lắc chuông đi, còn 5 phút nữa đau chân muốn chết, nó con gì cắn đau muốn chết luôn, mà cái bà ngồi kế bên người im re, không lẽ mình thò tay mình gãi kỳ quá, ráng sức mà chịu đựng, phải không? Cái tâm mình nó mong cầu, nó khao khát đó, rồi mình cứ lao theo, mà Đức Phật nói nếu đứng lại là mình chấp thủ bám víu, à, còn mình lao theo là mình trôi dạt. Mình trôi dạt nhiều đời rồi, chứ không phải một đời nữa. Quý vị thấy mình trôi dạt từ, đừng nói nhiều đời mình không thấy, mà thấy từ hồi trẻ cho tới bây giờ, quý vị trôi dạt nhiều rồi. Mình bám hết nhiều rồi. Mình bám cái gì? Tài sản mình bỏ rồi, tuổi trẻ mình bỏ rồi, mình bám cáo tràng của tôi, đạo tràng của tôi, huynh đệ của tôi, nhà cửa của tôi, danh vọng của tôi. Quý vị biết người tu không khéo cũng có danh vọng nữa đó. Danh vọng của quý vị là gì? Hồi tôi mới tu, tôi mới sa di, giờ tôi lên thức so rồi đó nha, sa di nhỏ hơn tôi. Rồi đi gặp tôi là phải chào, tôi là tỳ kheo rồi đó, tỳ kheo 5 năm, 10 năm rồi đó. Ai đi về gặp tôi cũng chào hả? Trời ơi sao vô phép quá. Mình không nhìn thấy cái đó là cái gì? Cái kiêu mạn của mình. Rồi tôi ở đạo tràng này là 20 năm, 30 năm, từ hồi mà cái chùa này ở còn bên kia lận đó, về tới đây đó, thấy không? Mấy chục năm rồi đó. Chị mới vô hả? Cái gì chị hỏi tôi nha không? Chị có biết gì đâu, thấy không? Đó là cái danh đó quý vị. Cái danh nó ngầm ở trong cái ngã của chúng ta đó. Mình trực nhận được nó thì chúng ta mới chuyển hóa được cái chấp thủ của mình, không có bám víu, không có trôi dạt. Chúng ta mới đứng giữa dòng xoáy cuộc đời này mà mình thản nhiên, tỉnh sát. Tu chỉ vậy thôi đó. Mà có một cái khổ là mình làm hoài không được. Mình cứ trèo lên té xuống, đúng không? Mình tỉnh phúc, mình tu trong từng hơi thở thôi, mình tỉnh, mình biết an nhiên. Mình biết rõ ràng một sát na, một giây, một phút, năm phút, mười phút, mình duy trì cái trạng thái đó và chúng ta an vui trong cuộc sống. Mà khổ nổi mình tu thì chư tổ hay nói mình là, quý vị nhớ thiền sư Pháp Loan ngày nói ta làm chủ 24 giờ, à, đúng không? Ngoài thì sao? À, trong không dưới động mà ngoài không dứt các duyên. Cái giới này tiểu tăng, đại tăng hay là tất cả những người hiểu đạo tu đều phải hành. Nói vậy nhưng rất khó. Quý vị biết chúng, một con người mình thấy nó ba giai đoạn trong một cuộc đời. Khi chúng ta mới sanh ra, đứa trẻ nó mới que que em bé đó, nó vẫn có căn, nó vẫn có thức. Căn là 6 căn đó, thức là cái biết của nó đó. Thì cái biết của nó ban đầu sơ khởi đó, quý vị thấy nó 2-3 tháng nó nghe tiếng mẹ nó biết không, và khi nó đói là nó biết như sao, đòi bú, phải không? Và quý vị để những cái bong bóng xanh vàng đỏ tím ở trên trần nhà đồ chơi đó là nó với cái tai nó trôi nó chộp lấy. Đó là cái thức ban đầu đó. Cái nhận diện phân biệt đó, là cái lòng ham muốn đó. Nó là cái chúng ta nhận ra đứa bé cũng đã có rồi. Nó là câu sanh vô minh, nó đi theo mình truyền kiếp đời đời đó. Tới khi mình lớn lên, mình trưởng thành, mình có ý thức. Ý thức của mình nó theo niệm, theo ngũ gì? Ngũ trăng, ngũ trần, hoặc là 6 căn, 6 trần. Ý thức mình là một gì? Một thức trong đó thì mình chạy theo cái 5 căn kia. Mắt thấy sắc, sanh tâm, tai nghe tiếng. Ngoài cái khổ đau nhất của mình là cái mắt và cái tai, mình tu 2 cái đó, phải không? Mắt thấy sắc, sanh tâm, tai nghe tiếng là ai khen mình thì mình chịu, mà ai chê thì mình không đồng ý. Mình thấy đẹp là mình thích. Quý vị thậm chí mình đi ra chợ mình mua một trái cây gì, cuốn Phật cũng vậy nữa.
phải không? Mình cũng lựa trái đẹp, trái vừa ý, rồi đi mua đôi dép mình mang, mình cũng vừa đẹp vừa ý. Cho nên tại sao quý vị thấy mình làm thiền sinh ở trong chùa rất là dễ thương, là muốn ít biết đủ á, thấy không? Quý Phật tử người ta mấy đôi dép mà cũ quá, đá ra những dép gì mà quá modern đó, cái ta chở tới chùa một bao, ta đổ ra ta cho mình, thì mình xanh vàng đỏ tím đen gì đủ kiểu hết. Mình chứ việc mình tới mình lựa đôi dép nào mình mang vừa, mang vừa cái chân mà đi về, phải không? Mà thử mà quý vị mà cho trong những gia đình mà khá, người ta chịu không? Không, để tôi đi chợ tôi mua dép vừa ý tôi tự nhiên rồi cho gì kỳ vậy, phải không? Thành ra mình khổ về cái gì? Cái ý thức phân biệt của mình đó, mình thích cái gì mà nó vừa ý mình đó, rồi mình muốn đẹp, muốn cao sang, muốn đẳng cấp đó, cứ vậy mà chúng ta khổ. Đó là cái bước thứ hai khi mình trưởng thành, mong cầu quần áo, xe cộ, địa vị, danh vọng đủ chuyện hết. Tới khi mình hiểu đạo, mình tu, khi mình biết tu rồi đó, thì chúng ta mới phân biệt mà không phải ý. Tại sao gọi là phân biệt mà không phải ý? Đúng giống như chúng ta biết hoa này hoa màu hoa hồng, tuy là hoa hồng nhưng mà nó có hai màu, đây là màu hồng, đây là màu gì? Màu trắng nhạt, không phải trắng tinh, phải không? Mình phân biệt, nhưng mà mình không có gá cái ý là mình ghét, mình thương, mình khen, mình chê. Mình biết chân như vậy nó đẹp, mình biết đẹp, mà chân kiểu khác mình biết, nhưng mình không có khởi cái tư tưởng khen chê để sanh thương ghét. Cái cô nào mình thích thì mình nói, ơi cô này chân hoa này đẹp quá ha. Cô nào mà Phật ý mình, cô đó chân gì thấy không đúng, không có đúng gì hết trơn á. Nó lồng cái ngã mình vô. Và tu chỉ có vậy thôi, chỉ cần mình biết là đủ. Nên là phân biệt, chứ tổ mới nói là phân biệt mà không phải ý đó. Hiện tiền chúng ta mê mờ là do ngũ ấm nó ngăn che. Khi mình đủ duyên lành, mình biết Phật Pháp á, thì cái thức phân biệt ban đầu mình là do căn thức trần mà ra. Sáu căn, sáu trần mà ra. Rồi khi chúng ta tu, biết liền bỏ. Cho nên thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm ngài nói là: chỉ vì nhận lầm thức thần nên chịu cảnh sanh tử trầm luân, thuần thanh tuyệt diễm vẫn chưa rời chân thường lưu trú, trong tự tánh chân thường lưu chảy, dòng thác từ xa thấy bốc khói. Đó, chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó. Mình khéo tu thì mình nhận ra, mình không khéo tu thì mình sao? Thì mình khổ. Một mà quý vị mình học hoài, mình nhớ cái câu mà bất phạ niệm khởi di khủng giác trì đó. Không có sợ niệm khởi, nó là vọng mà nó khởi, mà chúng ta không sợ, chỉ cần chúng ta giác. Nó từ cái chân tâm mình lưu xuất, chứ không có gì đâu hết trơn. Nó là cái mặt biển tỳ lô giá na thanh tịnh bình an, mà do chúng ta sống cái duyên gió bên ngoài nó dậy sóng lên. Chúng ta biết cái duyên bên ngoài dậy sóng, nó là do gió, nhìn thẳng vào nó lâu thì nó tỉnh giác, thì cái gì? Cái mặt biển nó lặn xuống. Cho nên chư tổ mới nói một câu bài thơ là: đốn ngộ tuy đồng Phật, đa niên tập khí tâm, phong đình ba tượng dũng, lý hiện niệm du sâm. Thấy không? Mình đốn ngộ thì là mình ngộ nhanh. Ngộ là mình hiểu đó, mình hiểu, mình biết rõ ràng. Nhưng mà mình ngộ theo cái trình độ của mình. Thí dụ như em bé nhỏ đó, nó thấy chiếc xe là nó chịu liền, phải không? Con trai, con gái nó thấy cái búp bê là nó chịu liền, và hai đứa nó giành nhau, nó đánh nhau chí ché, nó khóc la sùm, nó giành búp bê. Mà cỡ như quý vị 30 tuổi đưa cái búp bê, quý vị nói làm sao? Trời ơi cái đồ khùng, tự nhiên tôi giờ này đưa búp bê. Quý vị thích cái gì? Thích địa vị, thích tiền tài, thích nhà cửa, phải không? Nhà tôi phải 2-3 tầng, xe tôi xe đời mới, tôi phải làm ông này bà kia. Mình thích địa vị, mình thích sắc đẹp, mình thích danh vọng. Nhưng mà đến lúc già mà lão niên rồi đó, hết thích nổi rồi, giờ thích gì? Giờ như mấy bà cụ mà trên 70 thích gì? Thôi, tôi chỉ cầu mong tôi mạnh khỏe, giờ nào đừng có đau lưng mỏi gối. Miễn tôi mạnh khỏe, tôi tụng kinh ngồi thiền được là tôi mừng à, phải không? Hoặc tôi tỉnh sáng, tôi còn gì đam mê nữa. Thôi nhà lầu sẽ hơi gì, trời ơi đời mới gì, tôi trèo lên gì nổi nữa mà lên, phải không? Phải không? Còn búp bê gì nữa, ôi trời ơi thôi đi, tôi đi bộ chắc cú,
leo lên xe mà nó cao á, té gãy chân, mà gãy chân mà đăng bột một tháng trời chịu gì nổi. Quý vị thấy không, cái thấy biết của mình nó qua ba giai đoạn trong cuộc đời, thì chúng ta tu cũng vậy. Còn gì nữa mà ham muốn, mệt mỏi quá sức rồi, bây giờ cầu mong đừng có đau lưng nè, cho ngồi thiền cho nó ngon một chút nè, phải không? Chỉ cần tôi tỉnh sáng tôi tu thôi. Khéo tu thì trực nhận ra như vậy đó. Cho nên trong tiểu bộ kinh đó, Đức Phật dạy cho một vị cư sĩ. Vị cư sĩ, ông cư sĩ này tên là Mahida. Đây là điều phải lưu tâm. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Nếu được như thế, vượt cả ba thời, không còn sanh tử. Vì thấy hay không? Không phải đợi nói là tu sĩ mà Đức Phật dạy cho vị cư sĩ, và vị cư sĩ này tu và đến khi lâm chung ra đi rất là tự tại. Trong cái thấy chỉ là cái thấy, trong cái nghe chỉ là cái nghe. Biết như thế trong ba thời quá khứ hiện tại vị lai vượt qua được và không còn chịu cảnh luân hồi sanh tử. Thấy chỉ là cái thấy, khi chúng ta nhận rõ năng và sở. Năng là mình mà sở là người. Trong cái thấy thì thấy, nhưng mà không có căng thẳng, không có thờ ơ, không có mặc kệ, mà chúng ta lặn xuống tự an. Mình thờ ơ là làm sao? Kệ nó, người ta khiêng đồ nặng kệ nó. Thôi tôi lo tôi tu chứ chị làm gì kệ chị. Rồi mình căng thẳng mình thấy làm sao? Trời ơi, gần tới giờ quả đường rồi, tôi làm không kịp nha. Lật đật mặc áo chạy lên. Căng thẳng cái kéo ghế rầm rầm, hay là lật đật múc đồ ăn đủ chuyện hết. Mình chỉ cần thấy biết bình tĩnh an nhiên. Như tấm lòng của người mẹ, quý vị biết người mẹ. Mà những người ta nói những tại sao mà bên nước ngoài đó, bây giờ mình 80 tuổi mà mình không lập gia đình, ta cũng kêu bằng cô, phải không? Mà mình 18 tuổi mình lập gia đình là cũng kêu bằng bà. Đố quý vị tại sao vậy? Cái người mẹ nó khác cái người con gái. Khác cái điểm nào? Cũng người đó nhưng mà khác cái điểm nào? Cái tình thương nó bao dung hơn. Mà quý vị khi nào mà làm mẹ quý vị thấy phải không? Giống như mình đi đường, mình thấy đứa bé nó đang đi lẩm đẩm ngoài đường đó. Xe chạy cái thấy hết hồn hết vía, chạy ra bồng đứa bé chạy vô, mừng quá trời, phủi chân phủi tay cho nó. Nó đói bụng khóc cái mình vô mình cho nó miếng bánh ăn này nọ. Mình thương biết con ai bỏ ngoài đường vậy, thiệt tình mẹ gì mà không biết lo cho con. Cái mình hỏi thăm, mình bồng đem về nhà trả về cho ba mẹ nó. Còn cô gái thì thấy thì thương, chạy ra bồng xong bỏ vô lề xong đi, mắc đi chơi với người yêu. Thấy không? Nó cũng thương nhưng mà cái tình thương nó không có rộng và mênh mông như cái người mẹ. Tại vì mẹ ta từng sanh nặng đẻ đau, cho nên ta cảm nhận được cái đứa bé nó ngây thơ trong sáng như một thiên thần, mà nó đang đi ngoài đường mẹ nó ở đâu. Cho nên ta bồng về, ta cho ăn rồi ta đi tìm ba mẹ, ta trả về. Cho nên quý vị thấy cái tình của người mẹ nó mênh mông hơn. Và chúng ta đi tu thì cái tình ái luyến đó chúng ta chuyển thành cái lòng từ bi, cái tình thương, thì chúng ta sẽ có cái sự hài hòa trong cuộc sống, và chúng ta mới cảm thông, mới bao dung được, mới dứt đi cái tâm ham muốn mong cầu của mình. Còn mà quý vị mà mong cầu ham muốn nhiều quá thì quý vị thấy nó không được, mình khổ, phải không? Nó không được mình khổ. Chứ không có gì trơn. Đức Phật nó mục đích là mình hạnh phúc, an vui, mình giác để mình an vui, mà mình cầu không được thì mình khổ, phải không? Nó vậy thôi à, nó đơn giản lắm. Hồi nhỏ cô nhớ, cô thấy cô đeo cái sợi dây chuyền, cái cẩm thạch mà hình trái tim á, cái cô thích lắm, cô muốn cái sợi dây chuyền hình trái tim đó đó. Còn cô mua cho mình là cái hộp đá màu tím tím á, mình không chịu. Rồi cái mình đòi, mà cô nói là cái này là cái quà sinh nhật là của Dượng, là chồng của cô tặng cho cô, nên cô không cho mình được. Mà muốn cũng được, thích cũng được, mà đòi cái hình đó, mà đòi cái đó đó, rồi cứ phiền hoài đó. Như là không cho, tại sao con xin mà không cho con. Rồi đi mua cái khác cho mình cũng không chịu nữa. Cái hồi cô lớn rồi, cái cô đi chùa, đi gia đình Phật tử, mình học
kinh Phật mình biết rồi, cái sao biết sao á, cái mùa sinh nhật năm nào đó cái Dượng cũng Dượng mới sắm cho cô cái sợi dây chuyền đẹp hơn, cái kiểu mẫu mã gì đó nó khác hơn. Cái cổ đem cái mặt dây chuyền nó cô cho nè, cho con nè, hồi đó con thích lắm, tự nhiên nó thôi giờ con tu rồi, con ngày con đi thọ bát con không có đeo nữ trang mà con cũng không thích cái mặt dây chuyền này nữa, thôi. Mới có mấy năm mà tâm vô thường đổi rồi, hỏi sao vậy, thôi đeo vô vướng cổ lắm mà con không thích, như đi chùa đi tối tụng kinh nguy hiểm cho tính mạng của mình, thầy dạy vậy đó. Vì thấy cái khi mình nhận ra được những cái đó nó không cần thiết nữa thì mình không buồn. Còn ngày xưa là trách, là giận, là buồn, rồi đủ chuyện hết. Mà khi mình biết cái đó nó không quan trọng với mình nữa, mà khi mà quý vị theo cái hiểu biết của mình, theo cái trình độ tu của mình và cái nhân duyên ngộ đạo sâu của mình đó, quý vị sẽ cảm thấy mình sẽ bỏ được những cái gì mà mình không còn đau khổ, mình khoắc khoải, mình mong muốn, mình mơ ước. Bây giờ chúng ta thấy nó vô nghĩa, nó không còn giá trị với mình nữa. Đó là mình tu tiến lên một bậc, một cấp, từ cấp 2 lên cấp 3, rồi cấp 3 lên đại học, đại học sau đại học, rồi tới tiến sĩ là thành Phật. Và trong chúng ta, cái nguồn gọi là cái năng lượng trong lành của mình á, lúc nào mình cũng vươn lên, vươn lên. Quý vị thấy trồng cái cây, quý vị để ý, khi mà cái cây nó ngã đó, nó ngã xuống đó, quý vị mà trồng cây để ý nó ngã xuống đó, thì tự nhiên một hai ngày sau mình không đỡ nó dậy thì cái đọt nó đó tự động nó vươn lên, nó đứng và nó vươn ra ánh sáng mặt trời. Nó hay điểm đó đó. Và cái cây mà mình để trong nhà mà để mé mé gì đó, nó sẽ tìm, nó sẽ vươn ra, nó ra ánh sáng mặt trời để nó hứng xương, để nó phát triển. Thì con người chúng ta cũng vậy. Chúng ta cũng khao khát cái chân lý nhiệm màu của Phật để chúng ta trở về với nguồn sáng của mình, để chúng ta hướng tới gì? Hướng tới cái đạo đức chân tâm mà thanh tịnh bình an của mình. Qua quá trình mình sống, mình thấy nó bon chen, cực khổ, lo lắng, khao khát, mong cầu, chẳng được gì được, chẳng được gì hết. Và được rồi mình cảm thấy nó cũng chẳng là gì hết, phải không? Thí dụ như mình thích cái áo dài đẹp, cái mình ráng dành dụm tiền mình may. Mình thích cái áo tràng, mình thích cái áo nhật, mình dành dụm tiền mình may, may xong mình cảm thấy hạnh phúc, xong rồi cái mình mặc dài bữa, năm hai năm cái gì, quý vị có chán không? Cái sắm cái khác, phải không? Nó vô thường mong manh lắm. Mà cái ham muốn con người ta nó bất tận lắm. Thì mình chuyển cái mong cầu ham muốn đua đòi, gọi là không có gì, không có biết vừa đủ đó, để làm khổ mình, khổ người đó. Chúng ta chuyển lại. Tu là chuyển chứ không có gì hết trơn. Ngay là sọc, ngay sống tức là nước. Mình chuyển cái tâm mà khao khát vật chất khổ đau đó, mình trở về cái gì? Cái tâm tri giác lặng lẽ của mình. Mình thích đi chùa, thích tụng kinh, thích tọa thiền, mình làm công tác Phật sự, gieo duyên cho tam bảo, tích phước. Mình chuyển cái tâm khao khát vật chất, mình trở lại với cái tự tánh bình an. Và chúng ta làm mà không mong cầu, phước đức vô biên. Còn nếu mình mong cầu mà không được thì mình sẽ khổ, phải không? Thí dụ như mình hồi xưa ở bên Trung Hoa có một câu chuyện là một vị thầy, một vị hòa thượng xây chùa, thì đang xây dở dang vậy đó, thì thầy cũng quyên tiền các Phật tử để xây chùa. Thì có ông quan đóng về hưu, ông thấy tội nghiệp cái ông thầy này phải đi xuống chợ quyên tiền, cho nên ông mới đem lên 100 lượng vàng. Ông 100 lượng vàng ông mới lên, cái ông mới đưa cái bịch vàng đó cho thầy. Thầy con gửi cho thầy cúng dường xây chùa này nhà thầy. Ông thầy nói thầy ông, trời đất ơi, ông sao vậy trời? Ông cái tỉnh bơ nhẹ hiều vậy? Mình thấy ông đi lang thang với chợ nguyên tiền, cực khổ nắng mưa mấy tháng trời, mình tội nghiệp. Rồi mình gom hết tài sản mình cho ông 100 lượng vàng để ông xây cái chùa. Ông cái tỉnh nhẹ vậy? Ông này không đồng ý. Ông tới ông trước mặt ông thầy, ông nói thầy 100 lượng vàng đó nha thầy. Ông thầy nói ông kêu tức mình trợn mắt nhìn thầy. Thầy, cả gia tài của con đó 100 lượng vàng đó nha thầy. Ông không ôi anh mốt làm sao?
tôi quên nữa, anh muốn là tôi phải cảm ơn anh hả? Thôi cảm ơn Phật đi. Quý vị hiểu không? Nghĩa là mình mong cầu gì? Mong cầu ông thầy đó, ông phải mang ơn tôi, ông phải cảm ơn tôi, ông phải khen ngợi tôi, ông phải ghi cái bảng đây là Phật tử gì gì đó, cúng hết gia tài 100 lượng vàng cho cái chùa này, phải không? Tại sao quý vị thấy sư ông mình không bao giờ mà ghi cái bảng danh sách cúng dường nhiêu nhiêu không? Đúng vậy, tại sao kỳ vậy? Có những nơi có, phải không? Để cho chúng ta không có tâm phân biệt. Mình không tâm phân biệt với cái tấm lòng của một người Phật tử, người ta đem trân trọng quý kính cho muốn Phật Pháp trường tồn, vì tình thương, vì trí tuệ. Mà bây giờ người ta có 100 ngàn mà người ta dành dụm cả mấy tháng trời mới có, phải không? Người đem đến. Rồi thí dụ mình có 1 triệu là tại mình kinh doanh mua bán, mình làm ăn 1 tháng mình lời cả 100 triệu, phải không? Thì mình so cái tấm lòng chứ không phải là cái vật chất. Cái vật chất dĩ nhiên là cái giá trị, nhưng mà nó lên cái tấm lòng. Mình đưa lên như vậy thì các vị ta mặc cảm, phải không? Quý cô biết không? Hồi đó cô mỗi giờ là mỗi tháng cô xuống chùa Toàn Phước với Bến Tre, cô đi giảng ở dưới đó. Quý cô mà thấy hả? Trời ơi, quý cô thấy cái tình thương của những người vị già ở dưới đó đó. Ở đây mình ở thành phố mình sống hạnh phúc lắm quý vị. Quý vị mà thấy mấy vị già quý vị thương lắm. 70-80 tuổi, sáng sớm mình ở trong chùa mình nhìn ra mà trời lạnh như vậy nè, mà mặc cái quần xăng lên qua khỏi gối luôn, cầm cái cây đi lùa dịch, cái cây dài dài đó, cầm buộc cái vải đi lùa dịch, đi vừa gọi là đi chăn dịch mướn cho người ta đó nha. Rồi cái đi ra ngoài rừng đó, ngắt cái lá chùm bao đó, cái lá nhãn lồng đó, với ngắt những cái đọt rau này nọ ngoài cải trời đó, đem vô một rổ nhỏ rồi đi chăn vịt như vậy đó. Mà 1 tháng trời chỉ có 50 ngàn thôi quý vị. Có 50 ngàn thôi đó. Cách đây là cũng 7-8 năm rồi, giờ bà cụ đó mất rồi. Mà người ta cho ăn cơm ngày 3 bữa 50 ngàn thôi. 50 ngàn bằng bây giờ mình là 500 ngàn hả? Hay là 5 triệu? Chắc 500 ha? Quý lắm. Bà nói là con bà là 1 tháng cho bà 100 ngàn bà đủ xài rồi. 100 ngàn sao đủ xài? Hỏi sao đủ xài? Bà đi móc lúa là bà sống được. Bà ra ngoài ruộng, ngoài đồng bà hái rau vô thì bà chỉ có mua nước tương với mua gì đó, dầu hay bột ngọt gì chút thôi là đủ rồi. Còn 7 giờ tối là bà ngủ rồi, không có cần đốt đèn, mở điện gì hết á. Đi qua chùa tụng kinh xong là đi về ngủ. Tháng nào mấy cô xuống giảng á, là đốt cây đuốc á, cây bó rơm lại đó, đốt đuốc đi tước ở ngoài kinh á, xa lắm, đi vô nghe xong rồi đốt đuốc đi về. Mà quý vị biết không, bà mua cho cô 2 miếng tàu hũ trắng nhỏ nhỏ này nè, mà 1 miếng đó là 2 ngàn, 2 miếng đó là 4 ngàn, là còn dư được nhiêu? Còn dư được mấy chục ngàn đó. Mà không có bao thơ rồi, không phải mà như mình đâu. Đi tới gói trong cái tờ lá chuối á quý vị, đem tới cô mà thấy thương lắm. Cô, hôm nay nha, tôi trông cô xuống quá trời luôn vậy đó. Tôi mua cho cô 2 miếng đậu hũ nè, sáng ăn miếng, trưa ăn miếng nha. Rồi còn nhiêu cho cô đó, cho cô đi xe đó. Rồi cái nói trời con cảm ơn bà nha. Cái hồi nghe cô trụ trì á, cô kể á, trời ơi, em đem cái tiền này em về em cúng với sư ông, em không có dám nhận, không có đủ phước em nhận chắc em chết quá. Làm sao một bà cụ già mà suốt 1 tháng trời, như nghĩ không? Cái tình nó, cái công, cái mình nói cái tấm lòng và cái công của bà. Nó em đem về em đưa cho cô thị giả, cô lên giác, chị giác ơi, chị mua tàu hũ cho sư ông ơi, hồi hướng phước cho bà cụ, em không đủ phước em nhận cái số tiền này. Tù mấy kiếp mới nhận nổi. Nặng lắm, nặng vô cùng. Nói lên cái tấm lòng và cái giá trị đó. Nói quý vị, rất là thấy thương. Cho nên chúng ta đến với Đạo Phật bằng cái trí tuệ và cái lòng từ, bằng cái tấm lòng. Chứ mình không có phân biệt người này như thế này, kinh tế khá, người kia kinh tế nó eo hẹp. Nhưng nói lên cái tấm lòng mình đến với Tam Bảo.
Có nhiều người bà cụ, cô biết không, trồng chuối, rọc lá chuối bán, rồi xé dây chuối, cái thân chuối đó quý vị, thân chuối mà nó ấy đó, xé nhuyễn làm dây bán, rồi được quầy chuối. Trời, tôi trông tôi tới tháng, mấy cô xuống tôi mừng quá trời. Tôi chặt cái nải chuối lớn, tôi đem lên tôi cúng Phật lớn nha. Tôi chặt cái nải nhỏ, tôi cúng Phật vừa vừa, còn cái nải chót á là tôi cúng Phật nhà tôi. Quý vị thấy cái tâm mà Bồ Tát không? Gặp mình là mình cúng Phật nhà mình nải bự chứ, phải không? Đúng không? Rồi á, tôi trông cô về quá trời luôn. Bây giờ tôi luộc cho cô 2 trái, tôi nấu chuối xào dừa cho cô 2 trái, tôi nấu chuối chưng cho cô 2 trái. Rồi bà đem lên một nải chuối nấu đủ kiểu, chuối chiên, chuối nướng, chuối xào dừa cháu gì. Bà biểu ăn đi, ăn đi, ăn đi. Trời ơi, nghĩ bụng con ăn xong chắc con chết quá, mà đâu có dám nói. Dạ dạ, cảm ơn bà, cảm ơn bà. Tối lại hỏi có ăn không, ăn sao, cái nào ngọt, cái nào béo, cái nào giòn, cái nào làm sao mà ăn hết. Nhưng mà không có dám nói là không ăn, đâu có dám nói là cho mấy cô là giận đó nha. Giận á, cái tình thương tôi để dành 1 tháng trời mà không ăn là tôi giận á. Mà quý cô nghĩ mình ăn nổi không? Cái con nhớ hồi đó sư ông rất là hay, sư ông dạy thầy thì giả là cắt một cái một chút chút cho sư ông ăn, để sư ông hồi hướng công đức cho quý vị, cái phước đức cho quý vị. Với lại khi mà Phật tử ta hỏi thì mình biết cái vị nó làm sao mình trả lời, đúng không? Cái con cũng ráng cắt miếng, ăn miếng. Dạ con thấy cái này ngọt nè bà, dạ con thấy cái này béo nè bà, dạ con thấy chiên cũng ngon bà. Trời ơi, quý vị nghĩ không? Mà chờ, sao tháng này cô không xuống vậy? Dạ tháng này con bận việc, cô khác xuống. Chuối nó chín rụt luôn á, tôi không biết, tôi ép tôi phơi để gửi lên chùa cúng dường. Cầm một cái sắp chuối khô mà trân trọng quý vô cùng đem về. Quý vị tưởng tượng cái tình thương và cái sự thành kính với Tam Bảo đối với những vị già. Cho nên chúng ta không phân biệt, không gì khen chê, mình phải tán dương tán thán, để mình thấy rằng nếu mà chúng ta tu á, là mình phải biết, biết tất cả mà không lầm. Còn không khéo là mình đua đòi, mình xem thường như vậy, mình ngã mạn hay là mình tự cao thì mất hết phước, mất hết phước. Quý vị nhớ câu chuyện mà mình học hoài, mình nhớ mà lễ Vu Lan đó, quý vị nhớ không? Lễ Vu Lan mà ngài Mục Kiền Liên cứu độ ngài Mục Thinh Đinh Bà Thanh Đề đó, không? Cái kiếp trước á, quý vị biết mà, phải không? Không không nhắc lại, không? Cái ông chú tiểu đó, ông hòa thượng nói là hôm nay ta mắc bận đi họp, con ở nhà con nhớ đón đại thí chủ nha. Đó, ông chú tiểu thì nghe đại thí chủ là đại là to, chắc cái ông đó ông đem tới mấy bao gạo hay là mấy xe la ghim, phải không? Trong hoài xong thấy thấy bà già đem chung gạo lên bà quỳ bà cúng. Trời, tôi chờ từ sáng giờ bà cúng dĩ bà. Mà cái hạt gạo là bà ra ruộng bà mót, bà mót bà tắt bằng tay, bà chà bóng bà dân cúng. Mà ông tiểu không biết, ông kinh thường, bà nổi sân lên bà đạp, bà chà, thấy không? Bà bị đọa. Thì hòa thượng ngày về nghe nói như vậy, hoảng sợ vì cái lời nói của mình không rõ ràng mà người đệ tử như vậy. Lật đật ông nhập Niết Bàn liền. Là Đức Mục Kiền Liên kiếp trước đó, nhập Niết Bàn để đi tìm bà Thanh Đề, để làm con của bà, để mà độ bà, để mà chuộc lỗi lầm, để mà cứu bà đi thoát cái cảnh ngạ quỷ đó. Cho nên nhân quả không mất. Chúng ta tu học giàu có như thế nào, chúng ta cũng không quên nhân quả, không lầm nhân quả. Nhân quả bao giờ cũng, nhân quả nhân duyên là một cái tuần hoàn của vũ trụ, là một cái luật tự nhiên. Cho nên văn học Việt Nam của mình và ca dao tục ngữ của mình, ông bà mình đúc kết cả một kinh nghiệm xương máu. Quý vị nhớ cái câu là lưới trời lồng lộng mãi lông không lọt đó, đúng không? Bầu trời mênh mông nhưng mà mãi lông không lọt. Cái tư tưởng thiện, tư tưởng xấu, tư tưởng bất thiện, tư tưởng ác, hành động mình như thế nào là chúng ta sẽ chịu trước luật nhân quả. Nó là như vậy đó. Cho nên khi mình biết, cho Phật mới dạy vị cư sĩ nè, chỉ cần thấy rõ ràng, biết rõ ràng, lặng xuống là tự an. Không phân biệt, mà phân biệt không phải ý, phân biệt mà không có khởi tâm sân si, ganh ghét, kiêu ngạo, chê bai, ham muốn, đua đòi đó. Mình còn phan duyên là mình còn sanh tử. Mà khi chúng ta giác ngộ, chúng ta biết được thì chúng ta dứt, phải không? Đó. Cho nên sư ông mới dạy chúng ta là chân tâm hiện tiền đó. Mà trước khi mà chúng ta biết chân tâm hiện tiền thì chúng ta phải
tu thứ nhất là phải sổ thức quán, phải không? Sổ thức mà không thông thì chúng ta bị gì? Bị gì? Quý vị mà hít vô thở ra ba hơi rồi quý vị không có theo dõi hơi thở là tùy tức đó, thì chúng ta bị gì? Ngủ gục, trạo cử, năm triền cái nó hoành hành mình đủ chuyện, phải không? Đó là mà khi mà mình biết rõ ràng mình tu rồi, sổ tức mà mình không xong á, thì mình không thông thì mình sanh cái gì? Rồi tùy tức mà chúng ta không nhận rõ ràng thì chúng ta ngủ gục, tri vọng mà chúng ta không biết cái vọng tưởng, chúng ta chạy theo nó hiện lên những cái tướng lạ. Có nhiều vị nói sao con ngồi cái con thấy cái người con nó to, con sợ quá trời quá đất, nó nặng nề. Rồi tự thấy con người nhỏ xíu, tự nhiên sao nó mất tiêu. Đó là những cái tướng lạ mà nó chỉ là vọng tưởng thôi, chứ không là gì hết. Bình tĩnh mở mắt ra, sáng suốt nhận định, giác biết, an nhiên rõ ràng, thì như vậy mới gọi là chân tâm hiện tiền. Đó là những tướng lạ từ trong vọng tưởng nó lưu xuất, từ chân tâm mình nó lưu xuất, và vọng và chân nó là một, nó không có là hai. Mà tại chúng ta sao? Chúng ta chạy theo vọng tưởng, thay vì vọng tưởng ganh ghét tị hiềm đua đòi giận hờn, bây giờ chúng ta làm việc thiện, chúng ta hết lòng mười tam bảo, cố gắng tu hành. Sáng ra vọng tưởng bữa nay mình đi chùa nha, y không được, bữa nay có đám cưới phải đi tu hoài, tuần nào cũng tu, thôi nghỉ bữa đám cưới đi. Đó là vọng tưởng khởi lên, phải không? Mình nói trời, già cả tới nơi rồi, biết chết nay sống mai, mà đi tu đi chứ. Cái đám cưới thì dư tiền cho con mình nó đi cũng được, hoặc mình gửi cũng được. Mình đâu cần phải, ôi trời ơi, tôi mới mai cao dài đẹp nè, nữ trang có nhiều nè, lâu lâu tôi phải khoe, phải trưng diện ra chứ. Đi tới nơi người ta khen mình, hồi nay sao bà đẹp lão quá, bữa nay sao cô dễ thương quá, trời ơi, nữ trang này đồ cổ nè nha, hồi xưa không có, bây giờ không có đâu nha, bây giờ biết bao nhiêu tiền mà nói nha. Cứ đua đòi chạy theo, mà mình biết cái vọng tưởng đó mình lặn xuống, không đè nó, biết nó đủ, mình buông xuống thì mình an nhiên sáng rỡ. Mình tu là như vậy đó, chứ không có gì mà khó hết trơn, quý vị công nhận không? Nhưng mà khó là lòng gì? Không khó mà khó gì, lo gì mà quý vị nhớ hồi xưa ta nói à, đường đi thì không khó mà khó gì. Ngăn sông cách núi đó ha. Đường đi thì không khó mà khó gì, ngăn sông cách núi mà khó gì, lòng người ngại núi e sông. Sông này là sông ái, ái dục. Núi này là núi ngã. Mình không ngại, vượt qua tất cả, biết rõ tất cả để mình đi. Thì cái nguyên lý công phu tu tập của chúng ta đó là chúng ta biết đi vào sanh tử là do vọng tưởng, mà vọng tưởng là do nhiều nguyên nhân nó sanh ra, phải không? Bây giờ mình biết nó, mình dừng, mình chuyển qua nó. Cho nên vua Trần Thái Tông mới nói là đất trời nung nấu muôn tượng thành, xưa nay không móng cũng không manh, chỉ sai hữu niệm quên vô niệm, liền trái vô sanh nhận có sanh, mắt đắm thanh sắc tai mê tiếng, lang thang làm khách phong trần mãi, ngày cách quê hương muôn dặm trình. Thấy không? Chúng ta biết rõ con người và vạn vật là do nhân duyên tạo thành. Rồi mình tu là chúng ta phải tỉnh, phải sáng. Mình bất giác thì căn thức mê lầm, mình chấp thân, chấp tâm, vọng niệm, đau khổ, tạo nghiệp, sanh tử luân hồi. Rồi vô minh cộng nghiệp đưa ra, chúng ta mới chịu nhiều cái đắng cay cuộc đời. Rồi chúng ta biết sanh tử như mộng, cái thân mình thì sanh lão bệnh tử là thường. Rồi cái tâm của mình nó cũng khởi lên là sanh, rồi nó mất đi, nó là tử. Mà chúng ta làm chủ cái thân, tại sao mình phải ngồi thiền kiết già, quý vị biết không? Tại sao mình nói, quý vị có thắc mắc là tại sao các vị thiền sư, ủa sao ngày tu cái ngày muốn tịch, cái ngày leo lên, ngày kiết già, nó ta đi đây, cái đi. Còn mình nói, ta đi đây, trời ơi, má, con ơi má đau lưng quá, con ơi má nhức đầu quá, con ơi cho má miếng nước. Mà tại sao mà các ngài tự tại? Quý cô, mình tu là mình tập chết đó. Chết cái gì?
chết cái tư tưởng, chết cái vọng niệm, tự chủ những cái cơn đau để mình tự tại, để mình dứt cái tâm tham muốn mong cầu, để mình dẹp đi tâm ngã mạn kiêu ngạo của mình bằng cách khiêu vị kiết già phu tử. Kiết già đang ngồi, kiết già đó, an tọa kiết già, quý vị thấy kiết già mình đau không? Giờ phút cuối cùng còn 5 phút nữa quý vị đau không? Lúc đó quý vị có rên la sanh tử khổ đau dập dồn dập tới không? Mà chúng ta tự chủ được, chúng ta khống chế được cái dòng cảm thọ đau đớn trong thân của mình, phải không? Cái thân của mình nè, cái cảm thọ đau đớn là chúng ta tự chủ được. Rồi chúng ta trực nhận được cái tâm của mình nó đang gào thét, đang mong cầu nè. Chúng ta thấy nó lên cao như sóng, cuối cùng nó xẹp xuống như là trở về mặt biển. Cái nghe tiếng chuông lắc xả thiền, hay là nghe tiếng chuông gõ beng beng xả thiền, một trạng thái an lạc, hạnh phúc, bình an đến với mình. Khi mình dứt khoát không buông chân, mình đánh thắng được mình tự muốn tự tại thì phải tự chủ, muốn tự do thì phải tự chế, phải không? Thì khi đó chúng ta đã làm chủ được rồi, làm chủ được cái sự đau khổ của thân và tâm rồi. Chúng ta muốn, quý vị để ý khi ban đầu mình ngồi thiền á, mình thở nó thô lắm, phải không? Mà khi mình ngồi lâu thì cái hơi thở như có như không. Mình vẫn thở đó, chứ không phải là mình không thở, không thở chết sao? Nhưng mà mình vẫn thở nhưng mình không nghe hơi thở mình nữa. Mình theo dõi cái hơi thở, cuối cùng mình thấy như là không có hơi thở. Nhưng mình vẫn thở, mình vẫn biết, mình vẫn nhận rõ như vậy. Và chúng ta, cho nên các ngài lên là các ngài thở xong các ngài trả hơi thở về hư không. Các ngài an nhiên bỏ cái thân tứ đại này trở về cát bụi. Các ngài chỉ sống với tánh biết trùm khắp pháp giới, các ngài ra đi tự tại. Và chúng ta cũng đang tập đó. Mà có một cái mình tập có khi được khi không, phải không? Khi thành công mừng quá trời, có khi thất bại trời ơi đau khổ quá, tôi ăn hết một chén cơm rồi, phải không? Hồi đó cô nhập thất, cái bữa đó cô ngồi, cô hết nước tương ăn, phải không? Cái cô đem cái chai nước tương ra, cô để ngoài chỗ mà hộ thất á, ta đem vô. Cái ta đem vô chai nước tương, cái cô nói trời ơi xin có một chai à, mà đem tới nửa lít, đem mình giữ thần ôn đĩa vậy, xách vô cho nó nặng à. Cái cô ngồi cô suy nghĩ, rồi sáng chén cơm, trưa chén cơm, chiều chén cháo, rồi mình nhập một tháng thì hết nửa lít, hai tháng thì hết một lít, ba tháng thì bao nhiêu lít, rồi mình ở đây bao nhiêu năm. Trời đất ơi, mình uống cậu mà một mấy cái lu nước tương luôn á mà. Còn gạo thì thôi không tưởng tượng được, phải không? Mà ngồi thiền thì rên la. Vậy thì trời ơi, thôi kiểu này chết rồi, không được, tu về thất bại rồi. Mình phải quán sát tư duy á. Thiền có hai cách mình dụng công. Một là mình tu trong tịnh, hai là mình tu trong động, phải không? Tịnh là khi mình tọa thiền, động là khi mình ra mình sinh hoạt, mình quán sát nhân duyên, nhân quả, nghiệp báo để mình hành xử cho đúng chánh pháp, đúng với lương tâm của mình, đúng với ông Phật của mình. Đó. Nó thôi chết rồi. Bữa nay phải vô ngồi thiền đàng hoàng, có đau thì cũng kệ nó nha. Chứ mà buông chân một cái, trời ơi, tôi tính hôm rày, tính còn mấy lu nước tương luôn rồi đó. Ở thất rảnh mới tính nha, ngoài đó chạy, ngoài đi đâu có rảnh đâu tính. Nồi nước tương thôi, đủ gì nghĩ rau cải Phật tử cho nè. Rồi tà hủ nè, cha không biết mấy chục bao mà bao gì, bao đậu nành nữa đó. Rồi quần, rồi vải Phật tử cúng dường nữa. Quý vị nghĩ đi, năm hai bộ thôi, năm 10 mét, rồi 10 năm bao nhiêu mét, 20 năm bao nhiêu mét, 30 năm bao nhiêu mét, một ngày, một năm hai bộ, rồi chưa kể y áo, tràng áo nhật, rồi khăn đủ thứ chuyện, tứ sự cúng dường. Mình suy nghĩ cái giật mình hết hồn, sợ hãi, cố gắng ngồi thiền. Cho nên thiền để định, và chúng ta tu thì chúng ta biết mình. Tại sao các vị tự tại ra đi trong sanh tử, các ngài tự chủ được, thì chúng ta bây giờ đang tập tự chủ đó, phải không? Quý vị ngồi thiền là tập tự chủ đó. Khi mình vượt thắng được chính mình trước cơn đau của mình, trước dòng cảm thọ của mình, thì mình tự tại được. Sau này mình ra đi mới là tự tại ra đi. Tóm lại là hôm nay chúng ta học hai bài kinh của Đức Phật dạy. Mình muốn giải thoát thì mình phải tỉnh sáng, mình phải biết rõ nhân quả, nghiệp báo, nhân duyên, rồi mình phải dẹp đi cái tâm kiêu mạn, ngã mạn của mình, rồi mình phải sao? Ít muốn biết đủ thôi, sống vừa đạm bạc đơn giản thôi.
Như vậy là chúng ta thành công. Chúc quý vị luôn được an vui trong chánh pháp. Rồi chúng ta hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.